Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Akari Gaming. Mình là Akari đây. Và như vậy Supercell đã công bố cho chúng ta biết được đơn vị lính thứ 3 trong đợt cập nhật lần này của Super Troop, đó chính là Super Giant. Đúng như những gì mà mình đã hé lộ cho các bạn những phần rò rỉ ở video trước đây đúng không? Và đến cuối video này thì mình sẽ nói cho các bạn biết đơn vị lính thứ 4 đấy đó là gì. Và các bạn hãy theo dõi đến cuối video này để biết được hình ảnh hé lộ 4 đơn vị Super Troop mà mình đã từng hé lộ khi chưa có một cái video nào nói về đơn vị lính đấy là gì thì có đúng 100% không các bạn nhé. Và đừng tiếc gì mà được like, share, đăng ký kênh Akari Gaming để cập nhật những thông tin mới nhất, nóng hổi nhất, chính xác nhất về nội dung game Clash of Clans các bạn nhé. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu thế nào. Let's go. Super Giant lớn hơn, khỏe hơn nữa cơ. Và bùm, anh ấy có một khả năng đặc biệt. Vậy sát thương lên tường. Và anh ấy được cộng đam khi đấm lên những bức tường thành. Vâng, đấm rất nhanh chóng và mang về một trận thi đấu 3 sao cho bạn. Vâng, chính xác là như vậy rồi các bạn ạ. Và trong mấy ngày vừa qua chúng ta đã được cập nhật những thông tin về những đơn vị lính mới cực kỳ nóng hổi của Clash of Clans. Và đó chính là Super Barbarian, một chàng thanh niên đến từ COC. Vâng, Nightneed các kiểu, hôm qua là Goblin Sneaky. Và bây giờ chàng Big Boy của chúng ta trong ngày hôm nay, một chàng trai siêu to khổng lồ. Và giống như kiểu John Cena, một vận động viên đấm bóng. Vâng vâng, Super Giant. Vâng, tay đeo những găng bằng sắt, đấm boxing. Rồi là đeo cái huy hiệu Nightneed của Super Troop. Vâng, như kiểu là John Cena đánh WWE phải không anh em? Và đây là một phiên bản Super Giant cực kỳ đẹp trai và cực kỳ ngầu. Mình cho thấy là đẹp nhất trong mấy cái thanh niên ở những video gần đây. Và đơn vị lính, ba đơn vị lính đã lòi ra thì thanh niên này là quá đẹp trai luôn. Vâng, không thể chê vào đâu được về thanh niên đẹp trai này anh em. Vâng, cực kỳ phấn khởi luôn. Mình rất thích về cái vẻ ngầu lòi của ông này. Và anh em hãy đưa ra cảm nhận về Super Giant, bằng siêu khổng nhân mới của Supercell cho cái đợt update năm 2020 mùa xuân lần này. Và bạn sẽ nghĩ sao? Nó sẽ có tiêu tốn bao nhiêu chỗ, bao nhiêu slot đây? Thì chúng ta hãy cùng đến với phần tiếp theo. Đây thì Super Giant có khả năng đặc biệt là gây được cộng đam khi đấm lên tường các bạn nhá. Và nó vẫn là active 7 ngày. Và bạn có bản dùng thử try. Và bây giờ nó tốn tới là 60.000 dầu đen nha anh em. Vâng, siêu to khổng lồ nên nó cũng có một cái giá hơi khác một tí xíu so với những người anh em đồng cấp. Và nó lớn hơn người anh em bình thường của nó. Và nó đấm cũng tốt hơn khi tấn công những bức tường. Đấy. Rồi là nó đeo cái beo, cái đất thắt lưng của nó, và cực kỳ ngầu lòi luôn. Và anh em nhớ là nó active 7 ngày thì cũng có thời gian cooldown là 7 ngày các bạn nhá. Tất cả sẽ mang về cho bạn một trải nghiệm cực kỳ mới, cực kỳ ấn tượng đấy. Và chúng ta hãy cùng đến với những phần tiếp theo phía sau này để xem thông tin chi tiết cụ thể của nó, cái thông số kỹ thuật của nó nha các bạn. Đây thì chúng ta có tới đam sát thương mỗi giây là 130, máu là 4.200 đấy anh em. Và chi phí là đẻ hết 9.000 dầu tím. Thời gian trên của nó là 1 phút. Nhưng mà các bạn ơi, hãy nhìn về cái Housing Space. Housing Space đây là 10. Và so sánh với người anh em của nó thì nó gấp đôi luôn các bạn nhá. Và cái máu của thằng em nó thì yếu lắm, không bù cho anh 4.200 đâu. Với cả là đam sát thương mỗi giây của thằng em cũng chỉ gọi là 64 thôi. Khác bọt lắm, thời gian nâng cấp thì cũng là gấp đôi thằng em của nó luôn. Và chúng ta hãy cùng thử nghiệm thế nào. Let's go. Chiến nha anh em nhá, không cần phải chần chờ gì nữa đâu. Chúng ta sẽ cùng chơi thử màn Playground, cái màn chung cho tất cả các đơn vị lính trước khi các bạn có quyết định là có sử dụng những Super Troop này hay không. Bây giờ thì chúng ta cùng tấn công nhá. Bằng thêm một bình cuồng nộ để xem khả năng đập bốc của nó sẽ như thế nào. Một hit, hai hit. Ồ, như vậy là nó đấm tường nhanh cực kỳ anh em nhá. Đúng hai phát thôi là toang luôn.
vào một điểm thôi là sập toang hết, nó đi thông từ bên này sang bên kia luôn. Và đưa em Queen vào đấm cho nó chất. Quá nhanh luôn anh em ạ. Và Inferno một tia đốt với thanh niên này thì đúng là mũi đốt inox rồi. Ôi, chơi xe bò phá dưới này cho vui để ăn cái Tesla vậy thôi. Còn chốc nữa đẩy, chúng ta cùng xem tiếp những màn đấm bốc này. Ủa, quá nhanh luôn, chưa đến một giây để nó đấm xong hết một cái tường này bởi cái lũ Giant này anh em ạ. Kỹ năng đặc biệt của thanh niên siêu khổng nhân này quá kinh khủng. Và hãy đưa ra cảm nhận của các bạn về cái tính sát thương của nó lên những bức tường thành. Quá tốt. Siêu anh hùng đây rồi. Đỡ đòn là cực kỳ cao. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành 3 sao cái bản đồ chơi đơn này các bạn nha. Và nếu bạn nào mà chưa biết cách chơi phá đảo thì hãy xem lại trên kênh Akari Gaming của mình, đã có phá đảo hết những bản đồ chơi đơn này rồi các bạn ơi. Ok. Và như vậy trong video ngày hôm nay thì mình đã giới thiệu cho các bạn những thông số kỹ thuật về thanh niên là Super Giant cũng như khả năng đặc biệt của siêu khổng nhân này các bạn nhé. Và nếu các bạn nào mà chưa xem những video của mình giới thiệu về Super Barbarian cũng như là Goblin thì hãy xem lại trên kênh của mình. Và mình đã có một video hé lộ cho các bạn cả 4 đơn vị siêu lính Super Troop ở trong những video trước đây rồi, thì bạn nào chưa xem hãy tham khảo lại trên kênh Akari Gaming. Và sẽ đúng như là đã hứa với các bạn thì mình sẽ hé lộ cho các bạn đơn vị lính cuối cùng đó, để các bạn xem cả 4 hình ảnh rò rỉ về đơn vị lính mình đã làm nó sẽ đúng 100% hay không nhá. Thì chúng ta hãy cùng tìm lời giải đáp khi đã có gợi ý của ông Darian, quản lý cộng đồng game Clash of Clans, đã đăng lên diễn đàn của Supercell đây các bạn này, về đơn vị lính là Super Giant. Và có một lưu ý nho nhỏ là chúng ta sẽ chỉ mở được thanh niên Super Giant này khi ở nhà chính Tha Hôn 12 các bạn nhá. Và nó khác biệt với những đơn vị lính trước đây hé lộ, đó chính là nó cần phải tiêu tốn 60.000 dầu đen. Và một điểm mình rất muốn nói cho các bạn biết, đó chính là ông Darian còn mở thêm một câu cuối cùng ở đây: Tomorrow we have our last super troop to revolt and he's gonna go out with a massive bomb. Ngày mai chúng tôi sẽ giới thiệu đơn vị super troop cuối cùng và anh ấy sẽ đi ra cùng với một quả bom siêu to khổng lồ. Vậy thì các bạn đã biết nhân vật thứ tư đấy là ai rồi chứ? Và các bạn có nghĩ cái đơn vị lính mà mình đang nói không? Và nó sẽ là đơn vị lính cuối cùng trong cái hình ảnh mà rò rỉ về 4 đơn vị lính mình đã giới thiệu cho các bạn không? Thì chắc chắn là các bạn hãy để lại mình nút like, share, ấn vào đăng ký kênh Akari Gaming để cập nhật những thông tin nóng hổi nhất, chính xác nhất về game Clash of Clans nha. Và bây giờ, xin chào tạm biệt tất cả các bạn. Mình đi đây. Bye bye.